Chiều nay 19 tháng 3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện di dời đường dây điện bị ảnh hưởng bởi các dự án cầu Đại Ngãi, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Điện lực Sóc Trăng, các cơ quan đơn vị và địa phương có liên quan. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 2 thì hiện trạng các lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110 cần phải di dời để phục vụ dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Cầu Đại Ngãi có đường dây 110 kV, lưới điện trung hạ thế đi qua phường 10 thành phố Sóc Trăng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, huyện Trần Đề. Hiện nay các gói thầu thi công xây dựng đang được triển khai trên toàn tuyến. Do thiếu nguồn cát nên các nhà thầu đang ưu tiên triển khai thi công trước các hạng mục cầu vượt. Tại vị trí các cầu vượt qua các tuyến đường tỉnh hiện hữu và các vị trí có giao cắt với các tuyến đường ra nông thôn đang vướng nhiều đường dây điện trung hạ thế chưa được di dời nên khó khăn trong việc vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng. Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến xoay quanh vấn đề kinh phí di dời. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Hoàng Nghiệp đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị quản lý hạ tầng trong thi công các dự án, đồng thời khẳng định đây là các công trình trọng điểm quốc gia. Thời gian qua, với sự vận động quyết liệt của các cấp các ngành trong tỉnh, nhân dân đã nhất trí cao, đồng tình ủng hộ chủ trương của nhà nước. Vì vậy, để các dự án được triển khai đúng tiến độ, ông Lâm Hoàng Nghiệp đề nghị các đơn vị điện lực phải chủ động triển khai di dời đường điện. Nếu còn những vướng mắc về kinh phí thì có văn bản trình bày để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xem xét. Tại Công an tỉnh Sóc Trăng, cụm thi đua số 11 Bộ Công an đã tổ chức hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cụm trưởng cụm thi đua số 11 chủ trì hội nghị. Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 11 gồm Sóc Trăng, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Đồng Tháp. Tại hội nghị, Công an các tỉnh trong cụm đã trao đổi thống nhất thông qua dự thảo các văn bản gồm kế hoạch thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024, quy chế hoạt động của cụm thi đua số 11, kế hoạch tổ chức kiểm tra chéo phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, thang điểm phong trào thi đua, quyết định thành lập tổ tư vấn và tổ giúp việc kiểm tra, chấm điểm, xếp loại phong trào thi đua. Với khẩu hiệu hành động xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an 6 tỉnh trong cụm phấn đấu thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong nghị quyết số 19 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự trong mọi tình huống, cùng nhiều nội dung nhiệm vụ quan trọng khác. Sau khi thống nhất các nội dung, Công an 6 tỉnh trong cụm thi đua số 11 Bộ Công an đã tiến hành ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024.